Hello, chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ tổ chức một trận đấu bóng đá mọi người ạ. Bóng đá qua đây, bóng qua đây, bát hương vàng đó. Đây là sơ đồ hàng đầu châu Á mọi người. Sơ đồ sắt vào đi. Ở đây là hai đội đấy, năm cầu thủ sẽ tham gia trong cuộc cho so tài ngày hôm nay. Ok nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ đi cắm cọc vô vào nhá. Bây giờ anh giao luật nhá. Bây giờ anh giao luật này. Bây giờ anh giao luật nhá. Cứ vào một quả. Cứ vào một quả là 50.000, ok chưa? Ok chưa? Ok rồi. Đây, bây giờ cắm cọc vô nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho chúng ta ra bóng. Bây giờ bắt đầu nào. Chuẩn bị nào. Nào. Khi nào thổi qua bắt đầu đá luôn nhá. 1. Như châu rồi mọi người. Đá đi em ơi. Đá đi. Đi đâu tiên mà đi đây. Đi xe đây. Thảo đá, mình đánh chưa? Đi đá.
Anh lấy gọi đâu? Đứng đây rồi. Đứng chân, chân không hôn rồi. Đứng chân không hôn rồi. Nhìn đứng chân thôi để nhìn thấy. Đứng sao? Chưa nhìn thấy, trọng tài chưa nhìn thấy, chưa có thổi thổi. Cứ đá lên. Sẽ là hiệp 2 mọi người ạ. Ok, bây giờ lên đội đấu lại ra bóng này nào. Chuẩn bị chưa? Nào, đội được chưa? Bắt đầu. Vào. Lên đi. Đá vào đâu. Đấy, hiệp 1 chưa đi ra rồi.
Hai người ra biên rồi, ra ngoài biên rồi. Hai người bây giờ ai vào đi? Cao thủ ấy sẽ thấy cho ai đây? Ai ra sân kìa? Đức ra. Ok rồi. Đá thế nào? Đá lên nhá đi, Kia. Kia.
kia, ông kia. Ông vào được không? Vào đi. Ok thì sau hai trận thì mỗi đội một đều, bây giờ thì mình sẽ cho chúng nó đá penalty mọi người ạ.
Đây bây giờ đấy về ti nhá. Đây. Bây giờ đội này là trước, đội kia là nào. Đứng gọn lên. Ok, và trận đấu đã kết thúc và một đội đã giành chiến thắng đây. Với thanh niên táo. Ok, và có lẽ thì mình sẽ phải kết thúc cái video này tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn xem video của mình. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ hộ mình nhá. Bye bye mọi người.